Cả nhà ơi, thấy không vậy? Nghe em, hai em. Wow, vô nhanh quá ta. Chào mọi người. Chào, để coi nha. Để lên nè. Chào Thùy, Ngọc Án, Thiên Vi, Trần Huỳnh, Phương Vi, Thư Kia, Thị Đẹp, Lan An, Trương Tuyền, An Phạm, Văn Lê, Thi Lê, Kim Ngân. Wow, nhiều quá. để coi. Quên đi, mới đi làm ra. Nên thấy bây giờ bên đây là 12 giờ khuya. Còn Việt Nam là mấy giờ ta? 2 giờ trưa. Nên đúng là bây giờ lần đầu tiên là nói được chuyện ở bên giờ Việt Nam, nên mới nghĩ là thôi bây giờ tìm cái gì ăn á, thì sẵn gọi về Việt Nam, livestream Việt Nam nói chuyện với mọi người một chút. Mọi người khỏe không? Nói nhanh quá coi không kịp. để coi. Nitin có thể đi show chưa biết nữa, còn không ở nhà tại đông người quá. Oh, hello cậu Huy, hello. wow, giờ này sao nhiều người quá ha, lần đầu tiên thấy đông như vậy, nhanh như vậy luôn. Hi Sean, hi Ngọc Yến, khỏe ha? Chị tập hát sao rồi? Ok, thì hôm nay là thức rồi coi. Nikolai với chị thức khoảng 8 giờ sáng đúng không? 8 giờ sáng rồi chị Hồng cho Nikolai đi học. Thì chị khoảng 11 giờ là đi tập hát với cô Ngọc Anh nữa. Giờ gì Trizy. Tập khoảng 1 tiếng đồng hồ. Xong rồi là tập xong rồi đi mua áo dài, tại vì hôm bữa là hứa với Andy cũng 2 tháng rồi, hứa với Andy là sẽ đi mua cái áo dài để vừa để gửi qua cho Andy để Andy may một cái áo dài cho Andy trong 1 năm của mẹ, nên hôm nay bây giờ mới mua được nên là chắc tuần sau mới gửi được. Mua xong rồi về về ăn tí nghỉ ngơi xong rồi đi làm, đi làm xong tới bây giờ mới ra ra xong rồi xin chỗ làm cho ngày mai vô trễ chút xíu để chơi với Nikolai cho mệt đuối rồi, đáng lẽ hôm nay làm ngày mai ngày mốt xong thứ sáu làm luôn, 4 ngày nên rất là mệt.